Vâng, hôm nay em có mặt ở Lai Khê và em cũng nghe một người chủ ở đây gọi cho Lê Tuấn xuống thì review có những rất nhiều loại xe, chủng loại xe ở tại nơi này. Thì Lê Tuấn cũng đã gặp chủ và nói chuyện là đây là những cái xe của dân xài rồi, các bác nhá, của dân xài rồi. Và có một người em cũng là làm bên ngành xe máy cày thì tập trung tất cả ở đây để gửi bán vào Tết. Rồi có những người thì xe không làm đấy, thì gửi bán thì kêu Lê Tuấn xuống. Thì Lê Tuấn xuống thì thực tế thì Lê Tuấn đã thấy là hiện bây giờ là có khoảng 5 cái chiếc xe ở tại đây. Thì trong khi đó là 4 chiếc xe Ford, các bác nhá, xe đều có, xe đồng bộ có, xe số mạc có, và xe 3.000 có, xe 4.000 có, xe 4.001 có, 4.006 có, cả Belarus có, các bác nhá. Là hai cơ sở này là một, và cơ sở trong trong phía này. Thì Lê Tuấn đầu tiên, thì Lê Tuấn chủ thì đi vắng đây, chủ trong này thì Lê Tuấn gặp đây thì Lê Tuấn review luôn là nếu như các bác nào thích chiếc nào thì các bác alo cho Lê Tuấn, và Lê Tuấn cho các bác cái số điện thoại của chủ và các bác liên lạc với chủ và các bác mua, đó nhá. Lời đầu tiên thì cho em chân thành cảm ơn tất cả các bác đang xem kênh của Lê Tuấn, những bác máy cày trên mọi miền Tổ quốc thân yêu đang theo dõi kênh của Lê Tuấn. Trong những tuần vừa qua, Lê Tuấn bán được rất nhiều cho các bác, đó nhá. Tất cả các dòng xe, xe lớn, xe nhỏ, và xe to, xe nhỏ, xe bé, tất cả các thứ từ dòng Ichiki, Ford, Belarus, MBZ, Kubota, Janma và Chibora, đó nhá. Tất cả cái gì Lê Tuấn đã đến với Lê Tuấn thì Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn các bác đang yêu ái và theo dõi kênh của Lê Tuấn rất nhiều. Và cũng chuẩn bị đến Tết cổ truyền, đúng không ạ? Rất đông các bác điện thoại cho em là phải cần những dòng xe nào thì rất nhiều các bác. Nhưng hiện nay, hôm nay em đã chúc các bác xong rồi thì em sẽ mời tất cả các bác cùng em. Em đi đến đâu thì em giới thiệu đến đó, và các bác mua cái nào các bác alo cho em và em cho số điện thoại của chủ. Vâng, và đây trước mắt của chúng ta là chiếc xe 3.006 đời T4 các bác nhá. Đây, Z14 đời T4 đấy, màu xanh đấy. Thì đôi khi chủ có dặm lại những màu sơn để cũng cho kỹ cho chúng ta. Xe này không có trợ lực tay lái, tất cả các dòng xe này các bác lái nó rất nhẹ và nồi đồng quấy đá các bác nhá, nó rất tiết kiệm xăng dầu cho các bác. Đây, và có số mặt cho các bác. Đấy, em sơ bộ qua cái nào, các bác chấm được cái nào, các bác điện thoại cho em. Và chiếc xe này là đùi nhỏ, các bác nhé. Đùi nhỏ, đấy. Và thứ hai nữa là có số. Vâng. Thì các bác điện thoại thì em sẽ báo giá cho các bác rồi các bác. À, không, em không báo giá mà em cho các bác số điện thoại của chủ, rồi chủ báo giá với các bác. Rất dễ dàng như vậy. Chứ em cũng không tham gia vào vấn đề là giá cả ở đây. Các bác nhé, nhíp đây. Sexy này, đây các bác nhé. Đấy, nó là như vậy, cho nên rất tuyệt vời cho các bác. Đấy, em cho các bác xem kỹ hết toàn bộ. Đây, hai tí bên và hai bánh. Đấy, vỏ. Thì em báo luôn cái bánh. Cái vỏ này là nó là 800-20. Các bác nhá. Mọc á thì 3m6. Rồi, rộng thì 2m2. Các bác nhá, rộng 2m2. Rồi, cầu zin. Thứ ba nữa là vỏ thì nó tầm cái cỡ vỏ này là 18-14-9-36. Rồi, nói như vậy các bác nhá. Xong rồi đến bắt đầu cái Janma bên này là IM3000. Đấy, cái IM3 các bác là ba máy các bác nhá. Đấy, xe còn rất ngon, chủ nói là bao zin bao ngon là hoàng chứ các bác. Thì ở vấn đề bao zin bao không thì em không biết, nhưng mà vỏ cái của nó là 13.6-26. Rồi, và màu rất đẹp các bác nhá. Xe này hẹn là cứng, có cả dàn chở ván hoặc các bác chở lúa, chở gì cũng được hết á. Kích lên bổ xuống được hết, đổ xuống các bác nhá, nâng lên bổ xuống. Và đây thì chiếc này em giá là 27 triệu các bác nhá. Giá cái này đúng 27 triệu, vỏ rất đẹp. Đấy, vỏ rất đẹp. Đấy, và máy bao nổ hết cho các bác luôn đầy đủ. Đấy, rất đẹp. Rồi, em tranh thủ đi xuống cái kia để cho các bác nào nhanh chân lẹ tay nhá. Giá cả thì chiếc này tí nữa em cho số điện thoại được các bác điện hồi. Đây là chiếc số 1 nhá, chiếc này là 27 triệu. Janma. Rồi, em mời các bác xuống cái chiếc này luôn. Đấy,
để cho các bác nào cần nhá, rất nhiều bác đang cần, giá cả thì các bác gọi ngay với chủ, không cần phải nói nhiều. Đây tiếp tục quân à chị ơi, đây cái con này bao nhiêu tiền em nhá, để nối luôn cả đây, đây này. À, 100 triệu các bác nhá. Đây số cầu hộp số và tất cả mọc dài 3m6, rộng 2m2, số cầu zin và hai bánh và 3600. Rồi. Rồi cái này là 27, gian ma 27 triệu. Đấy, rồi. Tiếp tục đến con này là con 3000 các bác nhá. Đấy thì không có trợ lực tay lái luôn cho các bác đây. Đời T6, đời rất cao. Đấy, có trợ lực tay lái đời rất cao cho các bác luôn. Bác nào đang cần này, có thắng hơi. Có thắng hơi luôn đầy đủ các bác này. Đấy, rất tuyệt vời này, vỏ này. Thì gai đang còn này. Đấy. Và thứ ba là vỏ của nó là bao nhiêu nhỉ? À cái này rủa rin nên em chưa tìm ra được. Rồi chết ngay con gà luôn này. À, con gà nằm ngoài chết luôn này. Quay này. Trời ơi, dẫn luôn con gà chết luôn. Kinh khủng chưa? Rồi có số mặc luôn cho các bác nha. Đấy, số rin luôn cho các bác luôn này. Rồi đùi nhỏ, lại đùi nhỏ. Em thì khoái đùi to nhưng không quan trọng. Đùi to nhỏ thì miễn là chạy nhanh và chạy chậm thôi các bác nhá. Không vấn đề gì. Đấy, em thì review rất nhiều. Nói chung các bác cứ ủng hộ cho bất cứ một nào giá cả rất phải chăng cho các bác có nhá, cứ trả giá với chủ. Cái này 2m, dài 4m các bác nhá. Đây, số mặt, số cầu, cầu 5 tấn. Bánh đôi 8020. Đây các bác đây. Đó. Chiếc này thì cực kỳ chắc chắn, đảm bảo với các bác nhá. Cực kỳ chắc chắn và đẹp. Nói chung là từ thùng xẻng cho đến em review kỹ cho các bác xem này. Đấy chiếc này, đấy TBN và tất cả cầu dựng đàng hoàng, 5 tấn. Đấy, bánh 80020. Đấy, dài 4m. Rồi các bác, hiện bây giờ đây còn hai con này nữa em review tiếp cho các bác. Đây, thùng này, dài, phẳng, đẹp, chắc chắn, to. Đây, cầu đây các bác này. Thắng hơi đầy đủ cho các bác đây. Đấy. Và nhá, thì cái chiếc ngoài kia lúc nãy em chưa biết nhưng mà là 100. Chiếc 3600, chiếc Yanma 27 triệu. Còn chiếc này bao nhiêu chưa? Chiếc này 95 triệu các bác nhá. Chiếc này cái thùng thì nếu các bác nào mà có tâm mà tìm ở trong quốc lộ, vỏ tuy rằng như vậy này nhưng mà rất còn dày nha các bác nhá. Đấy, 95 triệu có cả cái đỡ chống lật này. Đấy, bình bọng có cho các bác hết. Rồi, đấy các bác nhá, tất cả này. Thì em review sơ bộ qua báo giá, các bác nào chấm được cái nào thì các bác 95 triệu em này các bác nhá. Đấy, 95 triệu thùng sáng đầy đủ. Đây. Số mặt đầy đủ. Rồi, em tiếp tục qua bên này. 195 và chiếc này thì chiếc này là 85 triệu này các bác này, rất đẹp chiếc này này, 85 triệu. Đây là có thùng cao đàng hoàng cho các bác nhé. Cái này đồng bộ nhưng mà vỏ là 12428. Đây vỏ 12428 mà đồng bộ đây này. Đấy, đồng bộ các bác nhá. Đấy, rất tiện cho các bác này, coi như là rộng 2m2, dài đúng 3m, bánh đôi cầu 5 tấn. Đây chiếc này. Và chiếc này em nói các bác là rất chỉ là mạnh. Máy bao zin cho các bác luôn. Rất chuẩn. Đấy, 85 triệu. Xe này. 85 triệu. Cái ở ngoài kia là 100. Cái này 95. Cái này 85. Đấy. Mỗi một cái là bớt 10 triệu. Để bác nhá. Đấy. Cái này là đời. T. Cái này không có T luôn đó bác. Cái này là vượt T luôn. Nhưng mà cái này nổ máy thì cực kỳ. Đấy, đợt trước em có review có những bác trả 70 triệu nhưng chủ không bán. Vỏ mới. Có mùi luôn cho các bác. Đây. Đấy, ok. Các bác nha. Rồi, và tiếp tục em qua bên này. Đấy, để cho các bác tiếp tục giới thiệu con 3600. Con này nữa. Thì con này không có trợ lực tay lái, có thắng hơi đầy đủ. Đây, và vỏ mới luôn. Các bác này, rất đẹp. Rồi, có số cầu, cầu riêng luôn. Đấy, và có TBN đang còn xem này. Bánh chiếc, các bác nha. Rồi, cho em tắt đi một chút để em nghe điện thoại nữa. Rồi, ok, Lê Tuấn vừa nhận một cuộc điện thoại đến tiếp tục review bán một chiếc Yanma, các bác nhá. Rất tiếp tục mong các bác hưởng ứng và bác nào đang cần những gì thì các bác hãy liên hệ với em. Và tiếp tục em đang review thì có điện thoại thì bây giờ xe này là cầu 5 tấn, các bác nhá. Đây này, TBN đẹp sáng rực. Đấy, thùng ốc đang còn nghiêm chỉnh như thế này. Đấy, xe này em nói các bác là nối ra nhưng rất đẹp nha, nối rất chắc chắn, không sao. Vì cái chuyện mà nối ra, nối vào là cái chuyện rất dễ cho các bác của chúng ta. Tức là chúng ta mua về thì nó nhỏ, đúng không? Bây giờ ta nới ra là cái chuyện bình thường, cho nó rộng rãi, miễn là còn mà là chắc chắn là được các bác nhá. Đây này, đấy, rất đẹp, rất chắc chắn, không sao. Miễn là chúng ta giá tiền. Thì bây giờ cái này cầu 5 tấn này, đánh tiết cái là bây giết. Thì các bác nào thích thì các bác về lắp thêm vào cho em một cái nữa, có tăng mua đầy đủ. Rồi nhíp đẹp, TBN mới, các bác nhá. Đây,
thì biển mới. Thứ hai nữa là có cầu và số cho chúng ta rất tiện lợi, rất mạnh. Không? Và tiếp tục cái em này lại là đuôi nhỏ các bác nhá, nhưng cộng tác với một coi như cặp vỏ đẹp cực kỳ. Đấy, vỏ thì em nói các bác, vỏ này là 14928 cực kỳ đẹp, mà em này thì 12, đấy 12428 các bác nhá. Đấy, hai em thì em này 85 triệu, thì em này không dưới, có thể em này là cầm 90 triệu, đó là em có thể đoán như vậy. Rồi để tiếp hỏi luôn cái đuôi nhỏ. Rồi chị đây, em này nhiêu tiền? Em này nhiêu tiền? 85. Rồi 85 các bằng nhau, hai em bằng nhau. Ok chưa các bác? Đấy, một em đồng bộ này 3000, nhưng quan trọng cái máy các bác nhá. Đấy, em này thì cái máy rất đẹp. Nè. Máy của em này tuyệt vời luôn. Còn máy của em này này, với em này thì hai cái chưa chắc. Đấy, nhưng mà cái này 90. À cái này 85 thì cái này còn 85. Đấy, chắc là 3000 hết, nhưng mà em này thấp cơ hơn. Đấy, nhưng mà nhìn em này với em kia thì em kia vẫn đẹp hơn. Nước sơn zin. Em này đẹp hơn, có nhá. Đây này. Đấy, tôi kết em này hơn, em này. Đấy các bác này. Đấy, tuy là đề 3600 nhưng mà riêng vấn đề heo bọng thì em chỉ sơ bộ qua cho các bác xem. Rồi tí nữa em để cái số điện thoại các bác nhá. Em để số điện thoại tiêu đề cho các bác lại đây tham khảo, thích xe nào thì các bác mua chỗ đó. Em rất mong các bác, bởi vì em là review bất cứ chỗ nào, em cũng review để cho các bác, nhất là các bác còn chủ nhà người ta nói bao nhiêu thật kệ, nhưng mà quan trọng thứ nhất các bác có tâm và có tầm và có tiền thì các bác cứ lại mua các bác nhá. Và cuối cùng thì em đã tóm tắt nội dung những chiếc xe, có những nhiều chiếc xe nằm đây nhưng mà chưa có chủ đưa về, nhưng có những người như các bác đang cần, đúng không, đang cần. Đấy, đấy cho nên là em review sơ bộ qua 1, 2, 3, 4, 5 quân Ford, 4 em quân Ford và một em gian ba 3000, thì em đến cho các bác. Lời cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều, nhất là các bác đang theo dõi kênh của em, cho em một like để em tiếp tục con đường đi tìm cái cũ người ta về làm cái mới của mình. Thứ ba, bác nào có xe cũ mà muốn cần bán, các bác điện thoại cho em 0394 326 198, em sẽ đến. Cũng như những người này cần em đến, và tí nữa em là có lại luôn bến cát về chỗ cái gì, chỗ cổng xanh, em tiếp tục review cho hai bác nữa các bác nhé. Rất mong các bác đón chào và tìm những cái mới của người ta theo từng giá cả các bác mua được. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hẹn các bác video sau.